tăng đi. Lên 16 nghìn à? Ừ. Máy này là lên gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Trong phân khúc T490 Core i5 này cấu hình là đỉnh nhất đây rồi. Giữa trong phân khúc đấy đến là 16GB là không dùng hết rồi. Ổ cứng là 52, cái ổ cứng SSD lưu trữ thì không nói lên nhiều về cái. Thế chỉ khả năng lưu trữ thôi, xử lý thì có CPU, RAM, cứng. Anh làm về, anh làm về bên cái mạng, server thì biết. Tạm biệt, tổng quan nó có phía sau, khách. Độ nguyên bản về, nguyên bản này về là có 256 thôi, ổ cứng 256, ổ cứng 256GB và 8GB RAM. SSD 256 và 8GB Core i5. Anh khách anh làm về công việc mạng, mở các file nặng mà cần cái máy chạy gần như 24/24 ấy, anh chọn T490 luôn. Sau đó anh mới độ lên dần tinh tác, anh độ lên tuần này gần như là khủng nhất trong phân khúc rồi. Thực ra máy như thế này có độ lên cao nữa thì không dùng hết được, chip nó chỉ có thể làm được những cái điều tốt nhất trong cái phân khúc này thôi. Anh lên ra 16GB tổng quan nâng cấp luôn. T490 phiên bản Mỹ này người ta hay cho mình một cái là người ta để cho mình chừa một cái khe nâng cấp RAM, còn mà người ta một cái người ta tối ưu luôn bên dưới bàn phím hoặc dưới mềm thì anh chưa rõ. Đây ổ cứng 500GB thay thế cho 256 trong máy và còn một khe RAM. Đây tính ra anh kỹ thuật anh sẽ gắn vào đây. RAM vào chưa? Gắn ra được rồi. Gắn được, anh gắn mất rồi, lúc nào cũng biết rồi.